rất nhiều ngành nghề khác trong xã hội. Người ta biến một công việc mình đang làm cho một công ty, biến thành một công việc mình tự làm chủ chính mình. Và người ta nghĩ rằng mình làm chủ, nhưng thật ra mình vẫn đang làm thuê. Làm thuê cho chính mình, và làm thuê chính mình là điều tệ, tệ nhất. Suy ra tốt nhất là không nên khởi nghiệp, đúng không? Bây giờ một anh đầu bếp rất giỏi, anh nấu bếp nhà hàng, anh được chủ trả lương một tháng 40 triệu. Nhiều không? Nhiều hay ít bạn? Nhiều. Nấu. Nhưng mà anh phát hiện một điều á, khách đến nhà hàng là bởi vì thích những món ăn anh nấu. Nhưng mà chủ của anh thu á, doanh thu một tháng là 4 tỷ. Và khi mà như vậy, anh cảm thấy như nào bạn? Ông kiếm 4 tỷ mà ông trả mình nhiêu? 40 triệu. Tại sao mình phải làm đầu bếp? Tại sao mình phải làm cho ổng? Mà người ta đến ăn trong nhà hàng, cái gì là cái quan trọng nhất? Bạn vào nhà hàng để ngắm nhà hàng, để cho vui, để làm gì các bạn? Để ăn. Vậy thì cái người, một trong những người quan trọng nhất trong nhà hàng là gì các bạn? Dĩ nhiên đầu bếp. Thế là trong tư duy đầu bếp suy ra, mình là người quan trọng nhất. Người ta đến ăn bởi vì món ăn mình làm ngon, à mình biết cách nấu này nọ vân vân. Mà giờ hả, lương mình 40 triệu, ông chủ ông kiếm 4 tỷ, đời bất công. Không, bây giờ mình phải kinh doanh, mình phải khởi nghiệp, và mình sẽ phải làm chủ nhà hàng. Thế là anh bỏ việc, anh ra anh mở cái nhà hàng. Và anh đầu bếp mà, và thậm chí là anh giỏi nữa cơ, mới được lương 40 triệu một tháng đó. Thì anh nấu bếp anh ăn. Thì nhà hàng anh mở ra, anh mở cái nhà hàng nhỏ thôi. Và bởi vì anh khởi nghiệp mà anh đâu có nhiều tiền đâu, cho nên á, anh sẽ thuê một số lượng nhân viên vừa phải thôi. Và anh trang trí nhà hàng, làm tất cả mọi thứ, rồi bắt đầu công việc nấu ăn. Buổi sáng anh dậy rất là sớm, ra chợ cùng với một người, hai người phụ bếp của mình, ra chợ chọn đồ ăn. Hoặc là bởi vì đây là nhà hàng của ảnh, cho nên á, ảnh muốn là mọi người đến ăn những món ăn ngon nhất. Cho nên ảnh tự tay ảnh ra chợ, ảnh chọn đồ ăn, chọn này nọ tất cả kiểu mọi thứ. Rồi, ok. Và khi mà anh chọn tất cả mọi thứ về rồi, sắp đầu ảnh nấu. Có những người phụ nha bạn, vẫn có người phụ rồi, ok. Mọi việc diễn ra rất là nhẹ nhàng. Rồi. Và một, hai vị khách đầu tiên đến, à, ăn thử, chưa khai trương, mới test thử thôi. Nhẹ nhàng, bạn bè đến ăn thử, nhẹ nhàng rồi. Thế là anh quyết định một ngày đẹp trời để là khai trương. Sau khi test thử hết mọi thứ, chạy thử hết mọi thứ, ok, mọi chuyện rất nhẹ nhàng, không có gì xảy ra hết. À, thì cái ngày khai trương á, khách hàng mời người này mời người kia đến, bạn bè, và mời nhiều hơn. Mấy bữa trước ăn thử là chỉ mời ai? Mời vài người bạn thân mình đến ăn thôi nha các bạn. À, đã kiểu này nọ vân vân, xem khung cảnh nhà hàng như nào, xem mọi thứ này nọ vân vân, test thử hết. Nhưng mà bây giờ khai trương mà, đúng không? Thì sẽ mời rất nhiều bạn bè này nọ đến, à, rồi người thân này nọ vân vân. Và khi mà một lượng khách đổ nguồn nguồn đến, anh này bắt đầu rơi vào cái hoàn cảnh như này. Anh vừa nấu ăn, vừa nấu ăn. À, và bên ngoài, ê thằng kia, khách gọi kìa, ê con kia tính tiền, ê đứng đó làm gì, ê chạy. Bạn hiểu à? Thế là một mình anh phải lo tất cả mọi thứ đó. À, đó. Thì nhưng mà anh nghĩ sau cái ngày khai trương, nói chung là náo loạn cả lên. À, thì anh nghĩ là có lẽ là do ngày khai trương nó mới vậy thôi. Những ngày khác ít khách hơn nó sẽ phải như vậy. Nhưng mà những ngày khác ít khách hơn, mọi chuyện vẫn như vậy. Là bởi vì nhân viên ảnh mướn, anh không có nhiều tiền. Thành ra anh thuê những bạn còn non kinh nghiệm. À, và bởi vì như vậy cái gì cũng phải chỉ phải bảo. Anh tức quá. À, bây giờ không được, mình phải thuê những người có kinh nghiệm mới được. Thế là anh tung tiền ra anh thuê những người có kinh nghiệm. Nhưng mà khi mà anh thuê những người có kinh nghiệm xong á, thì anh lại không có tiền trả lương những người đó. Là bởi vì nhà hàng lúc đầu như nào bạn? Vắng khách. Bởi vì anh không chỉ chi trả cho nhân viên, anh còn chi trả cho marketing, anh còn chi trả nhiều thứ. Mà anh không biết làm marketing sao, để tìm một người marketing. Mà tìm một người marketing, nó nói chuyện mình, nó nói mình không hiểu đang nói cái gì nữa. Bởi vì mình không có chuyên môn marketing, mình chỉ biết nấu ăn thôi, mình không biết marketing là gì hết trơn. À, nó nói mình cũng biết nó giỏi hay nó không nữa. Nó đòi lương 20 triệu marketing, làm marketing tháng. Mình cũng biết nó làm đúng hay là không. Và thế là anh nói thôi dẹp hết, khỏi marketing gì hết, mình làm nhà hàng nhỏ và mình tự làm hết tất cả mọi thứ. Thế là anh quyết định cứ như vậy mà anh làm một cái nhà hàng nhỏ nhỏ cùng mấy nhân viên nhỏ nhỏ. Và cuộc đời của anh từ đó nó bắt đầu nó yên ổn hơn một tí. Không có quá nhiều khách, cũng không có quá nhiều cái phức tạp, người khách nó cứ đều đều hết. Nhưng mà mỗi ngày anh vừa nấu ăn, anh phải vừa phải nhắc nhở nhân viên mình, rồi nhân viên nghỉ tuyển người mới, rồi nữa này nữa kia này đủ thứ, nhân viên bệnh, nhân viên ốm, nhân viên xin nghỉ, rồi này nọ vân vân các kiểu. Và một mình anh quay như trong trống. Sau khi mà nhà hàng đóng cửa xong thì anh không phải ngồi, anh ngồi anh tính tiền, tính toán này nọ vân vân. Tiền ít, không có tiền, không muốn thuê kế toán, phải tự mình làm hết tất cả mọi thứ.
với lại thuê kế toán người ta ngồi tính, không biết người ta tính đúng hay không, lỡ mất tiền của mình thì sao, vân vân và vân vân. Và sau đó ngày nào cũng vậy, 12, 1 giờ đêm ảnh mới về đến nhà, và sau đó sáng 4, 5 giờ sáng là phải dậy. Và cuộc đời của anh cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến một ngày anh nhận ra một điều rằng á, cái việc ảnh làm không phải là làm chủ, mà làm gì các bạn? Làm thuê cho ai? Cho chính mình. Và đó là cái tệ nhất ở trên cuộc đời này. Là bởi vì á, bạn đi làm thuê cho người khác, bạn còn được gì? 12 ngày nghỉ phép, bạn còn được gì các bạn? Bạn được cuối tuần, đúng không bạn? Ít ra là như vậy à. Nhưng mà khi bạn làm thuê cho chính mình á, thì bạn không có ngày nghỉ phép, bạn không có cuối tuần. Mà nếu bạn làm ngành ăn uống, chúc mừng bạn, bạn không có Tết luôn. Đó là những người mà họ làm thuê cho chính bản thân mình. Và họ có kiếm được tiền không? Có. Nhưng mà thật ra cái giá trị của họ nhận được so với cái công sức, cái thời gian và sự hy sinh mà họ bỏ ra, nó như nào bạn? Nó quá nhiều. Có thể cái anh đầu bếp đó cuối tháng, giả sử nha, anh may mắn nha, đây là trường hợp may mắn nha các bạn, sau khi mà chạy điên cuồng như vậy, hồi trước lương anh 40 triệu, giờ mỗi tháng anh kiếm được 60 triệu, nhiều không? Nhiều hơn 20 triệu. Ok không? Không ok. Tại sao? Bởi vì thứ anh đánh đổi là gì? Là thời gian, là cuộc đời, là sức khỏe, là tất cả mọi thứ mà mình có. Ủa kiếm nhiều tiền làm gì? Suốt ngày như nào? Đầu tắt mặt tối. Một số bạn nói thì lúc nào mình mệt đó, mình đóng cửa nhà hàng khoảng chừng nửa tháng mình đi du lịch châu Âu. Chúc bạn may mắn. Bạn có bao giờ làm ngành ăn uống chưa? Bạn đóng cửa nửa tháng, bạn dạy cho khách hàng bạn một thói quen. Ngày đầu tiên ghé qua nó chưa làm, ngày thứ hai ghé qua nó không bán, ngày thứ ba ghé qua nó không bán, sau ba lần bạn gửi một thông điệp rất là rõ ràng, làm ơn đi chỗ khác. Bạn đóng cửa nửa tháng coi như bạn bắt đầu lại từ đầu. À, trừ khi món ăn của bạn như nào bạn? Siêu đặc biệt, siêu ngon, siêu hấp dẫn, làm cho khách hàng nghiện luôn. Thiếu bạn không chịu được thì bạn còn một tí hy vọng ở trong đó. Chứ còn nếu mà bây giờ nhà hàng ăn nhiều không bạn? Rất là nhiều. Cho nên á, và khi bạn là một anh đầu bếp thì bạn sẽ không cần phải quá cạnh tranh, bởi vì nhà hàng người ta sẽ phải tìm bạn, người ta tìm đến bạn, thuê bạn. Nhưng khi bạn là một chủ nhà hàng mà phải cạnh tranh rất rất là nhiều người. Cho nên đa phần, và không chỉ ngành đầu bếp đâu, rất rất nhiều ngành nghề khác trong xã hội, người ta biến một công việc mình đang làm cho một công ty, biến thành một công việc mình tự làm chủ chính mình. Và người ta nghĩ rằng mình làm chủ, nhưng thật ra mình vẫn đang làm thuê. Làm thuê cho chính mình, và làm thuê chính mình là điều tệ nhất. Suy ra tốt nhất là không nên khởi nghiệp, đúng không? Đúng không? Đúng không ạ? Không nha. Nếu bạn muốn làm thì bạn phải làm cho đúng.